ái mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên. Mến chào anh Lợi ơi. Xin chào bà con đã quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên. Tiếp tục hôm nay làm clip là thứ 77 nha bà con, để giao lưu với bà con một số cây như là bonsai, linh sam nha, nhiệt quế và bông trang. Để giao lưu qua số điện thoại của em là 0772 877278 nha. Rồi đầu tiên vô là mã số 1E nha, một cây linh sam siêu bông. Đây cây bonsai này để bàn nha, mini rất là đẹp luôn. Cái này thì để sửa là ấm tàn bệnh hết rồi nha. Đây thân thì co lắc luôn nha. Chiều cao là 40 nha, tán lá rộng là 48. Đây cây thì co lắc rất là đẹp nha. Thân này là 15. Đây hoành thân 15 nha. Đây mã số là 1E. Cái này thì bao gồm chậu cho bà con mình luôn nha. Có giá là 1.200.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi kế tiếp là mã số 2E, cũng là một cây linh sam siêu hoa luôn nha. Đây mấy cây này đều là dáng nghệ thuật hết nha bà con, rất là đẹp nha. Chiều cao là 35, tán rộng là 50 nha. Cây này đã vô hết là khoảng 2-3 đứt dây rồi nha bà con. Hoành thân này là 15 đi nha, chiều cao cũng dây luôn. Đầy đế thì rất là đẹp nha. Đây tàn tay chi ấm bệnh hết nha bà con, cây thường chậu. Đây mã số 2E nha, cũng có giá là 1.200.000 đồng, bao ship cho bà con mình luôn, bao gồm chậu luôn nha. Rồi tiếp tục là mã số 3E, cũng là một cây linh sam siêu hoa luôn nha. Đây những cái này em lựa toàn là những dáng nghệ thuật rất là đẹp nha bà con. Đây thân nó đây, co lắc siêu hơi nha. Chiều cao của nó là 43 nha, tán lá rộng là 56. Hoành thân là 15. Đây còn củ đế nha, củ đế này của nó là 28 nha con, củ đế rất là đẹp nha. Đây đế đều nở luôn. Mã số 3E, thằng này mình để bàn rất là đẹp nha. Đây thân co lắc. Rồi cái này cũng có giá là 1.200.000 đồng luôn nha. Đây bao gồm chậu luôn nha bà con. Rồi mã 4E, đây cũng một cây linh sam siêu hoa luôn nha, đang lên cho hoa nha bà con. Hàng này thì rất là dễ có bông, bà con mình về dần xiết nước trong vòng 5 ngày thôi nha, mình tưới nước lại là cây sẽ lên hoa. Chiều cao là 39 nha, tán lá rộng là 58. Hoành thân này của nó là 21 nha. Đây 21, cây song thân rất là đẹp nha bà con. Đây rất có duyên luôn. Đây cũng đồng giá luôn nha, 1.200.000 đồng, bao gồm chậu bao ship cho bà con mình luôn nha. Rồi tiếp tục là mã số 5. Đây một cây gia nhật nha. Đây gia nhật cái củ rất là đẹp nha bà con, giống như một củ nhân sâm luôn. Chiều cao là 34 nha, tán rộng là cũng là 34 luôn. Hoành là 14. Đây hoành củ là 37, củ rất là đẹp nha. Cây này mình trồng mình trưng trong nhà vẫn được nha bà con. Đây trong mát được nha, phòng khách hay bàn làm việc. Đây rất có duyên luôn, củ rất quá nha. Rồi mã 5E này cũng có giá là 500.000 thôi nha. Đây em bao ship toàn quốc hết cho bà con luôn. Đây những mặt hàng bên em bán đều bao ship hết cho bà con cứ yên tâm về cái phí ship nha. Mã 6E. Đây. Chiều cao là 40. Tán lá rộng là 42 nha. Đây. Hoành neo là 12. Hoành củ là 40 luôn nha. Củ này rất quái đẹp nha bà con. Đây giống như hai cái chân luôn nha. Đây rất là có duyên luôn. Rồi cũng có giá là 500.000 thôi nha. Cây sống tốt khỏe nha bà con, tất cả hàng từ thùng chậu hết nha. Rồi mã số 7E, một cây linh sam 86 luôn. Đây đang lên hoa nụ đây, rất là gọ luôn nha. Đây chiều cao là 32, tán lá rộng là 36 nha. Thân thì bằng ngón tay của em thôi, thân nó chỏ nha. Đây bà con xem kỹ bông đây, tím cây hết trơn luôn nha. Đây. Rồi cái này giao lưu với bà con có giá là 400.000 thôi. Đây em bao ship toàn quốc luôn nha. Hàng này là đều cho qua hết rồi, về tới nhà bà con bảo đảm mình là chơi bông cổ tím cây luôn. Mã số 8E, chiều cao là 25, tán rộng là 49 nha. Đây thân cũng bằng ngón tay thôi, quay chậm chậm thôi. Đây thân bằng ngón tay chỏ thôi nha, cây hàng thường chậu. Đây 400.000 thôi, bao ship tận nhà cho bà con mình luôn. Đây. Rồi tiếp tục mã số 9E là một cây khế chua nha. Đây đã ghép khế siêu trái rồi, hàng này đã tháo dây rồi nha bà con. Đây bán rất là tròn, cây này thì về bà con mình dằn lại một thước dây thì rất là đẹp nha. Chiều cao của nó là 100, tán rộng của nó nha 95.
cây lùng lực rất là đẹp nha. Còn thân em đo vị trí này là 58 nha bà con, cây nở nha. Đây cây thường chậu đế thì rất là đều luôn, con xem kỹ nha, thường chậu đế rất đều nha, chính e nha. Cây này giao lưu thì em sẽ bó bầu cho bà con nha. Cây thường chậu là chậu xi măng rồi, có giá là 2.600.000 đồng, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây mã số 10 nha. Đây một cây mỹ hồng, đây mẫu đơn nha bà con, bông đây rất là to luôn, đang cho nụ rất gỗ luôn nha. Đây chiều cao là 58 nha, tán lá rộng là 60. Cây này là một cốt hàng thường chậu hết nha, hoành là 7. Đây đế nổi lên luôn nha bà con. Đây mỹ hồng, cây thường chậu nha, có giá là 300.000 đồng thôi. Đây 300.000 bao ship cho bà con mình luôn. Rồi tiếp tục 11A là một cây cần thân mini để bàn luôn nha. Cây này củ đế rất là đẹp, rất quái nha bà con. Chiều cao là 24, tán rộng là 30, củ của nó là 30 luôn nha. Đây củ nó bà con hình dung lên đây, để bàn chân thì rất là đẹp nha. Đây rất là có duyên luôn. Rồi 450.000 đồng bao ship toàn quốc luôn, bao gồm chậu luôn nha. Rồi 12A cũng là cây mỹ hồng luôn. Đây mỹ hồng chung dài, đang cho qua giờ đủ nha bà con. Thằng này lên đủ 100% là rất là đẹp chứ. Chiều cao là 116 nha, tán lá rộng là 92. Đây cây này thì hàng một cốt, cây thường chậu, về bà con mình vô dây đến cái tầng dù nó rất là đẹp nha. Đây hoành là 7 thôi, hoành thân 7 nha, hốc thân là 41. Đây cây thường chậu bảo đảm cho bà con luôn, sức rất là mạnh luôn nha. Rồi 900.000 đồng bao ship toàn quốc luôn, bao gồm chậu cho bà con mình luôn nha. Rồi mã số 13A, đây một cây bằng lăng thái nha, siêu qua. Đây thằng này trồng bông quanh năm luôn, bông rất là đẹp nha. Chiều cao là 110, tán ngang là 98 nha. Cây này đều một cốt hết nha, thân của nó là 7 thôi nha bà con. Đây bằng lăng thái, loại này là bông rất là siêu, bông rất là đẹp luôn nha. Rồi cây này giao lưu với con có giá là 500.000 thôi nha. Đây 500.000 bao ship luôn. Rồi mã số 14A, một cây mai chú thủy trung lưu lá chung nha, cây cũng đang cho qua rất gỗ luôn. Đây bông trắng cây luôn nha bà con, rất là đẹp nha. Chiều cao là 64, tán rộng là 60 nha, hoành thân này là 20. Đây cây thì thần chậu bảo đảm cho bà con yên tâm luôn, mã 14A. Đây bài chị ấm mịn nha. Rồi 600.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi 15A cũng là cây linh sam siêu qua luôn, cây này đang cho nụ khoảng 70% nha bà con. Đây nụ và bông này tím tím cây hết nha. Chiều cao của nó là 40, tán lá rộng là 65 nha. Đây, đây cái thân em đo vị trí này là 23 nha, còn một cốt này của nó là khoảng 11. Đây 11 bà con kể đây dạt xương đây. Đây rất là dày nha, đây rất là đẹp luôn, cây song thân rất nghệ thuật luôn nha. Đây bông thì tím cây, cái này tàn mịn nấm nha, mã số 15. Rồi cái này cũng có giá là 1.200.000 đồng thôi nha. Đây bao ship toàn quốc, bao gồm chậu luôn. Rồi 16 là một cây ổi xẻ đó nha. Đây ổi xẻ đang cho hoa và trái luôn nha bà con, cây thì dáng nghệ thuật rất là đẹp. Đây chiều cao của nó là 28 nha, tán lá là 75. Cây này đế rất đẹp nha bà con, đế chảy đều hết trơn luôn nha. Phần thân là 15. Đây cây này đế đều như là mình đã sắp đế sẵn luôn nha, tàn thì rất là ấm hết rồi. Đây rất là có duyên, dáng nó thì thân to lắc luôn. Mã 16A. Đây cái này về bà con mình chăm sóc chứ tẻ là chơi thôi nha. Rồi cây này thì giao lưu với bà con bao gồm chậu luôn, có giá 2.600.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi mã 17A, một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Đây bàn nó ấm bệnh hết rồi, đã vô dây hết rồi nha bà con, này vô cũng không mấy nút dây rồi nha. Đây chiều cao của nó là 48 nha, tán rộng là 65. Cây này thì một cốt nha bà con,
Vành thân là 15 thôi. Đây bà con xem đây. Chi của nó thì rất là già nha. Người ta đã sửa từ lúc mà cắt phôi lên nè. Đây, nuôi cây ấm tàn hết rồi. Về là mình chăm sóc mình chơi qua thôi. Cây là hàng thùng chậu luôn nha. Cây lùng lực. Với lá sáng bông chùm. Đây, cây này cũng là cây cuối liếp nha. Cây này có giá là 600 ngàn đồng thôi. Tao ship toàn gốc cho bà con luôn nha. Tao gần chậu luôn. Rồi, cuối liếp em xin kính chào bà con. Giờ rất cảm ơn bà con thời gian qua để ủng hộ kênh nha. Nhà em xin hẹn lên clip sau ạ. Mến chào tạm biệt quý bà con và hẹn gặp lại vào những clip sau nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.